Vâng, Đồ Gỗ Tuồng Tám xin kính chào các bác nhé. Vâng, hiện tại là đang 5 giờ chiều của ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021. Vâng, thì em đang có mặt tại khu An Lạc, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập. Vâng, để bàn giao cho nhà anh Vượng một bộ sập thờ. Vâng, đây quý vị cùng em đi vào bên trong để tham khảo cái bộ sập thờ em vừa lắp cho nhà anh Vượng nhé. Và đây trên hình ảnh quý vị, đây là gian phòng thờ của nhà anh Vượng, khu An Lạc, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập. Và vừa lắp cho anh một bộ sập thờ hàng VIP đấy. Đây quý vị xem. Chiếc sập thờ này là bằng gỗ vụn, bằng gỗ chân 22 các bạn, hàng rất là nét, hàng đục kênh vòng các bạn, kênh vòng này. Đây hàng tứ linh chân 22, dài kích thước là dài 2m17. Cả mấy chiếc bàn cơm nữa này các bạn, rất chia đẹp. Và mẫu là mẫu tứ linh lạch. Và đây một bên là rồng, bên rồng bên phượng. Ở giữa, chính giữa là đầu hổ phù. Đầu hổ phù nó cũng tượng trưng cũng là rồng, vậy rồng hóa. Và cổ trên là giữa là em được cuốn thư nhá. Và cuốn thư là một bên là bầu rượu này. Bầu rượu bên là phong thư ấy. Rất là đẹp và mẫu hàng VIP các bạn. Chất liệu gỗ vụ làm. Đây là đâu chưa? Đây là chắc hoàn toàn thủ công bằng tay thôi nhé. Và nghệ nhân đấy, nghệ nhân đục siêu vi. Chú rồng nữa là rất là sắc nét và tinh tế. Rồng đặt trên con rùa đấy. Cho cái này sạch rồi hả? Nếu một cái ấm ở trên cái rất chi là đẹp. Các bác nào có nhu cầu khám một bộ sập thờ như của anh Vượng ở khu An Lạc, xã Đồng Lạc này thì cứ xin liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nhá. Cơ sở em là tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đây. Chuyên gia công và lắp đặt đồ gỗ tự nhiên, làm theo đơn yêu cầu. À, siêu vi đấy. Các bác đang bày sắm lễ để thỉnh các cụ đấy. Rất thì